đến với chùa Hương, vừa được vãn cảnh sông núi nước non, vừa được lễ Phật bình an, tâm hồn thanh tịnh. Ngoài quần thể chùa Hương, chúng ta có thể dễ dàng chiêm bái ở những ngôi chùa đền nổi tiếng như là chùa Tam Chúc hay là danh thắng Tràng An, một trải nghiệm trọn vẹn kết hợp giữa du lịch tâm linh và vãn cảnh thiên nhiên. Hành trình này vừa được hướng tâm về cõi Phật, vừa được vãn cảnh sông núi nước non. Chùa Hương kết nối với chùa Tam Chúc và danh thắng Tràng An, tạo thành một tam giác vàng về du lịch tâm linh sinh thái ở Việt Nam.